Thưa quý vị, thưa các bạn, trong dịp hè năm nay, bên cạnh tổ chức các hoạt động cho thanh thiếu nhi vui chơi tại địa phương, Ban Thường vụ Quận đoàn Ninh Kiều vừa tổ chức một hoạt động mới dành cho các em trong độ tuổi từ 9 đến 14 trên địa bàn, đó là tham gia trải nghiệm Chúng em là chiến sĩ cảnh sát cơ động. Và giới mong muốn các em sẽ được hiểu thêm về môi trường học tập và làm việc của lực lượng vũ trang, cũng như hun đúc thêm lòng yêu quê hương đất nước. Chương trình đã đem đến một hoạt động vừa học vừa chơi, bổ ích trong dịp hè. Một ngày giữa tháng 7, tiểu đoàn D1 trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ nhộn nhịp hẳn lên khi đón gần 100 em thiếu nhi đang học tập tại các trường trên địa bàn quận Ninh Kiều đến tham quan. Cũng là những bài tập luyện hàng ngày, nhưng hôm nay các chiến sĩ cơ động có thêm những vị khách nhí làm khán giả. Đơn vị ban chỉ huy tiểu đoàn chỉ đạo cho các cái bộ phận chuyên môn tập trung là triển khai và tổ chức thực hiện theo cái chương trình kế hoạch của quận đoàn đề ra, và tổ chức cụ thể là những cái nội dung cũng như về điều lệnh đội ngũ từng người tay không, và tổ chức cho cán bộ chiến sĩ xếp chăn màn màng về trật tự nội vụ. Thứ hai là về cái võ thuật thì cũng đã biểu diễn cho các em xem những cái nội dung về kỹ chiến thuật võ thuật công an nhân dân. Đây là lần đầu tiên con đến đây và con cảm thấy rất vui và thú vị khi được học những điều mới mẻ. Ví dụ như là học cách xếp một mình chiếu gói, tên cái loại vũ khí và cách sử dụng. Và con còn được học võ nữa. Con thấy để làm một chiến sĩ cảnh sát cơ động rất cực, rất vất vả. Nhưng con rất thích được làm cái chú, được làm như cái chú cảnh sát chiến sĩ cơ động. Thì em thấy mấy anh có cái ý chí và sức khỏe rất là tốt và em rất là nể phục mấy anh. Hiện tại thì tuy không có nhiều khả năng và có nhiều sức khỏe như mấy anh, nhưng mà em có thể cố gắng học tập thật tốt rồi sau đó có thể phát triển ước mơ của mình và tiếp tục đóng góp cho Tổ quốc ngày càng phát triển hơn nữa. Lần đầu tiên chương trình Em là chiến sĩ cảnh sát cơ động được Quận đoàn Ninh Kiều tổ chức. Chương trình góp phần xây dựng một số kỹ năng mềm trong các hoạt động tập thể, giúp các em thanh thiếu nhi học về tính kỷ luật và sự đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống, tạo điều kiện để các em học sinh có thể tự lập và biết sống có trách nhiệm, hiểu biết thêm về các hoạt động kỷ cương nề nếp trong môi trường lực lượng vũ trang. Từ ngày mà triển khai kế hoạch thì chúng em nhận được sự hỗ trợ cũng như là đăng ký tham gia rất là nhiều từ phía các đơn vị trường học cũng như là từ góc độ riêng của phụ huynh muốn con em mình cũng được tham gia. Trong thời gian tới vào những dịp kỳ nghỉ hè như thế này thì chúng em sẽ tiếp tục tổ chức những hoạt động dài hơi hơn để tạo thêm sân chơi, sân trải nghiệm cho các em đang học tập cũng như là sinh hoạt tại các trường học trực thuộc trên địa bàn của quận Ninh Kiều. Hôm nay thì cho bé tham gia cái chương trình này, bé rất là hào hứng và rất là vui. Nên nếu mà chương trình này có tổ chức lần thứ hai nữa thì tôi cũng cho bé tham gia tiếp tục. Tại vì thấy bé được học hỏi và trải nghiệm cái môi trường của mấy anh bên cảnh sát cơ động nè, thấy nó hay lắm. Chương trình trải nghiệm Chúng em là chiến sĩ cảnh sát cơ động nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho thanh thiếu nhi trong dịp hè năm 2023, và một phần để các em hạn chế tiếp cận điện thoại công nghệ quá nhiều. Thông qua đây, còn thể hiện sự đổi mới các hoạt động trong phong trào giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên thanh thiếu nhi.